Sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản, đồng thời phát tín hiệu sẽ theo đuổi cách tiếp cận thận trọng, thị trường tài chính phố Wall và sàn giao dịch chứng khoán New York hôm qua đã chứng kiến một làn sóng đỏ. Còn tại các thị trường châu Á, sàn giao dịch cũng đã mở đầu phiên giao dịch sáng nay đỏ sàn. Động thái của Fed giữ nguyên lãi suất đã tác động trực tiếp tới các thị trường tài chính tại Mỹ, khiến hầu hết các mã chứng khoán đều giảm điểm vào cuối phiên giao dịch 31 tháng 1 trong khi dầu mỏ và giá vàng giao dịch kỳ hạn cũng có xu hướng giảm. Mở phiên giao dịch sáng nay 1 tháng 2, các thị trường ở châu Á cũng đã có phản ứng thận trọng, khi chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI giảm 0,3%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản và các cổ phiếu xanh của Trung Quốc cũng giảm 0,4%. Thị trường tiền tệ cũng trao đảo với các phản ứng khác nhau trước quy định của Fed khi đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng euro, song lại mất giá so với đồng yên, trong khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ.